Thì thứ hai, xin chào các bạn. Thì hiện nay Ad đang có mặt tại showroom của Audi Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay đang trưng bày một mẫu xe rất là đặc biệt. Đó là mẫu xe chạy hoàn toàn điện của Audi. Đó là mẫu xe Audi e-tron. Thì đây chỉ là bản nhập về để trưng bày thôi, chứ hiện tại thì chưa được bày bán ngoài trưng bày tại Việt Nam, chưa được bán tại Việt Nam. Thì đây sẽ là mẫu xe trưng bày thôi. Đấy, thì cùng nhìn tìm hiểu về chiếc mẫu xe này nhé. Đầu tiên đập vào mắt của mình á, thì đây là một cái lưới tản nhiệt đặc trưng theo các nhân viên của Audi á, theo các chị của Audi á, thì nói là đây là cái lưới tản nhiệt đặc trưng của e-tron để giúp để phân biệt với các dòng xe khác. Thì ở đây nó sẽ không có quá nhiều đâu, gió hết vào. Thì đây như quen thuộc là đây một cái logo bốn vòng tròn. Thì ở đây nó sẽ có một cái tấm ốp. Cái tấm này là tấm bằng nhựa, mà nhựa này sẽ là nhựa cứng. Đây. Thì ở đây sẽ là một cái camera 360. Camera phía trước thì sẽ có con người nhồi, và xung quanh nó sẽ là các cảm biến. Thì cái lưới tản nhiệt này nó rất là đẹp. Và đây sẽ là một cái đèn này cũng là đặc trưng của anh trong với bốn vạch, và đèn sẽ là đèn led ma trận. Về cái độ đèn và cái độ sáng, cái độ thiết kế của đèn á, thì sẽ không thằng nào qua được Audi là một trong những hãng xe mà gọi là xuất sắc nhất trong về đèn. Nè, thì đây các bạn nhìn thấy tổng thể của xe này. Xe về đã được dán lại rồi, chứ cái màu nguyên bản của nó là cái màu silver gray. Thì đây là mâm xe, thì mâm xe khá lớn, mâm 21 inch, mâm đa chấu, sử dụng thắng đẻ, một cái phanh đẻ rất là cực kỳ lớn ở phía trong. Đây thì thì con xe này nó sẽ sử dụng chung khung gầm với Audi Q5, nhưng mà Q5 thì mâm sẽ có 18 inch thôi, con này nó sẽ là 21 inch. Và để một đặc biệt ở đây giống như là các xe chạy xăng á, mà các bạn sẽ có nắp mở xăng, thì chiếc e-tron Audi này sẽ chạy bằng điện, thì nó cũng sẽ có nút sạc điện, khi muốn sạc điện thì cứ bấm hai nút qua đây. Đấy. Thì theo mình tìm hiểu á, thì sử dụng, nếu mà cái ổ này là sử dụng nguồn 3 pha của Việt Nam mình là vẫn xài được bình thường, nhưng mà đó với cái nước ngoài sử dụng nguồn điện cao thế á, 150W, 150V á, thì sử dụng cổng DC này, thì giúp cái cổng DC này giúp các bạn sạc nhanh. Cái cổng này thì nếu mà sạc vòng 45 phút á, thì pin nó có thể tăng được 80% trong cái tổng lượng pin, thì nó sạc khá là ấn tượng. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì chưa áp dụng được cục này. Cổng này thì có thể sạc qua cổng này. Đấy. Thì đó, chiếc Audi e-tron này thì nó các bạn được sạc pin, được sạc đầy á, thì các bạn sẽ chạy được trong khoảng 400 km. Thì ở đây là viền cửa xe, cửa là viền nhôm, hay khói. Bạn có thấy xe không? Và ở phía sau thì cũng có đặc trưng là đèn led, đèn led chạy dọc từ đèn bên đây qua đèn bên kia luôn. Có vẻ nó hơi sáng, các bạn ở đây không thấy kỹ, nhưng mà có một cái dãy đèn led chạy thẳng qua bên đây. Cái hiệu 55W show. Thì kể từ khi các bạn kia mà đó xe điện rồi thì Audi nó sẽ không có sử dụng là 1.2 chấm nữa, mà Audi sử dụng là 45, 55 là 65, để nó tùy vào cái động cơ để sẽ có một ký hiệu như vậy. Thì cái cốp sau rất là rộng. Cái cốp sau của Audi e-tron này rất là rộng. Và có một cái điểm đặc biệt nữa mình sẽ nói với các bạn về phần ngoại thất. Thì các bạn có thấy cái phần được viền thực giá thì cao màu đỏ không? Đó, thì ở phía trong đó là những cái viên pin của Audi e-tron. Nó được nằm ở dưới cái dạng khung gồng á, thì nó giúp các bạn, nó giúp được bảo vệ cái viên pin tốt hơn và chống sự va đập. Thì ở trong viên pin này sẽ có rất là nhiều lớp. Đó, thì nó giúp các bạn chống va đập và bảo vệ viên pin tốt hơn. Thì hiện nay chiếc xe này vẫn chưa có thể lăn bánh, có thể lăn bánh rồi nhưng mà chưa đạt được cái điều kiện, chưa được lăn bánh ở thị trường Việt Nam. Thì hy vọng trong một thời gian tới nó sẽ được lăn bánh trực tiếp tại thị trường Việt Nam.
Hiện nay showroom thì hiện nay Audi A-Tron này sẽ được trưng bày tại showroom của Audi Hồ Chí Minh, Audi Đà Nẵng và Audi Hà Nội, và xa hơn nữa sẽ là được trưng bày tại Vietnam Motor Show năm 2019. Chị cùng dạo một vòng để xem lần nữa nha. Hai với các bạn thì đây là trước mặt, đây là cái cụm vô lăng. Thì cái vô lăng này nó là vô lăng tròn hai chấu với khá là nhiều nút bấm trên vô lăng. Thì cái nút này nó điều khiển các hệ thống trên xe. Thì còn ở đây sẽ là một cái đồng hồ báo các thông số kỹ thuật và đồng hồ đo tốc độ cũng như các thiết bị trên xe. Thì đồng hồ này sẽ là một cái đồng hồ điện tử. Đây các bạn thấy thì được thiết kế khá là rất là đẹp, với đồng hồ vòng tua ở bên, một ở bên trái, đồng hồ đo tốc độ ở bên phải. Thì ở giữa là màn hình ngày, tháng và các thông số kỹ thuật của xe, thì thiết kế rất là đẹp. Và ở phía trên này có cái nút màu đỏ bên phía bên tay trái á, thì các bạn có thấy nó đang báo là xe có thể chạy được bao nhiêu, còn chạy được bao nhiêu km nữa. Đấy, thì các thiết bị kết nối nè. Nó đều có ở đây. Thì ở phía sau vô lăng á là sẽ có một cái nút set cruise control. Đấy. Và bên đây là hệ thống tắt mở đèn tự động. Và bên đây là hệ thống cần gạt nước phía trước và phía sau. Ở bên đây là sẽ có hai cái màn hình giải trí. Hai màn hình giải trí thì màn hình này là cảm ứng đa điểm. Thì các bạn hãy nhấn vào thì nó điều khiển các thông tin như là chuyển hướng, Bluetooth. Về tất cả các thông tin vị trí của xe thì cảm ứng chạm thì chạm như nó sẽ có cảm ứng phản hồi, thì nó sẽ có một cái sự rung nhẹ. Thì ở đây mình có thể chỉnh được là radio, media, telephone, các ứng dụng của xe và kha. Đấy, thì khá là nhiều, thì màn hình này mình nghĩ chắc nó khoảng 8 đến 9 inch. Thì còn ở phía dưới này á, nó là một cái màn hình chỉnh về nhiệt độ. Nó cũng là một cái màn hình luôn, nó cũng vẫn là cảm ứng chạm luôn. Cảm ứng chạm có phản hồi luôn. Nó các bạn có thể nghe được những cái tiếng tích tích. Đấy. Thì nó điều khiển là có hai cái dàn lạnh, hai vùng độc lập hai bên. Đấy. Có cả chế độ massage của sưởi ghế và làm lạnh ở cho ghế. Ở đây là cái nút bên đây là sẽ chọn chế độ lái nè, hệ thống chống trơn trượt nè, nút dừng khẩn cấp, và cái đây là cái chế độ sưởi kính. Thì ở phía dưới này nó sẽ là một cái nút start stop mở máy xe, hệ thống camera 360 độ, nút tăng giảm âm lượng thì mình bấm thử vào cái nút 360 độ ha. 360 độ của con Audi E-tron hiện nay thì nó vẫn là nó giống như con Q8 hiện tại, là nó có cảm giác camera 3D luôn. Đấy, các bạn có thể xoay trước sau và nó sẽ có một camera mô phỏng. Các bạn có thể xem tình huống về các bánh xe như thế nào và các xe mình đang ở vị trí nào thì đều có hết. Thì ở đây là một trong những công nghệ đặc trưng của Audi mà các hãng kia thì nó chưa có thể nào có. Thì ở đây thì còn có thể thay đổi góc nhìn của camera. Đấy, cái này các bạn không muốn zoom thì các bạn có thể chỉnh ở đây. Đó. Thì nó có rất là nhiều cái phần về cho cái phần camera. Đây, phần camera này đó là đây là một cũng trong những đặc trưng của Audi. Và tiếp xuống dưới này sẽ là cái này là cái à cái này là cần số, cần điều khiển số. Này thì do chưa mở máy thì nó chưa có. Đây là thắng dùng thắng tay điện tử. Còn ở dưới này là một hộp chứa đồ khá là lớn. Mình có thể được 2 ly nước nè. Để có một cái cổng sạc 12V này. Đấy thì con thiết kế rất là đẹp. Đây là cái bể tì tai. Bể tì tai này không mở lên được. À ở dưới này nó sẽ có hai cổng sạc USB SD và có thể gắn SIM nữa.
Nắng xin này thì mình có chưa có tìm hiểu lắm ha. Thì ở bên đây thì ở trên thì nó sẽ có hai dàn lạnh nè, cái vuốt qua thì nó được làm bằng cái này là chất liệu bằng cái này là bằng da, cái này ở chế phía tắp lô thì cũng là da luôn. Loa sử dụng của xe này thì mình cũng chưa có tìm hiểu, hình như nó sẽ là loa Harman-Kardon thì mình cũng không biết nó là có đúng hay có phải là loa Harman-Kardon hay không. Thì ở bên cái ghế phụ nó sẽ có một cái vuốt dòng với cái dòng chữ là chữ E trong, thì nhìn rất khá là nhìn rất là đẹp. Ghế lái cũng ghế phụ cũng có vị trí nhớ ghế hai vị trí. Ở phía trên này thì để điều khiển mở cửa sổ trời, mở đèn. Thì cửa sổ trời ở đây sẽ là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Các bạn xem lại nha. À, có điều đặc biệt nữa. Thì cái học này nó rất là đẹp nè. Cái thanh này nó sẽ là da lộn. Và ở đây sẽ là nhôm. Nhôm. Thì đối với thị trường Việt Nam á thì mình sẽ sử dụng cái kiến là cái kiến kiến như bình thường là kiến bản tiêu chuẩn. Còn đối với một số bản ở nước ngoài á thì cái kiến này nó sẽ là một cái camera. Camera quay toàn bộ ngoại thất ở ngoài, quay của toàn cảnh ở ngoài. Và cái màn hình nó sẽ thị ở đây nè. Màn hình nó sẽ ở đây, nhưng mà ở Việt Nam thì mình không có thông dụng và chưa sử dụng được cái đó. Nên ở đây khi nhập về á là mình sẽ gắn kiến bản bay tiêu chuẩn. Và cái tiêu chuẩn đó các bạn có thể yêu cầu khi lúc mà mua. Ở đây kiến sau vẫn là kiến không viền. Thì mình ra hàng ghế sau thử tìm hiểu nha. Thì bước vào hàng ghế sau thì do nó là cùng một khuôn mẫu, cùng một form với Audi Q5 á, thì nó cũng không có khác nhiều so với Audi Q5. Nó thì nó sẽ có đồ thêm hai vùng điều hòa độc lập ở phía sau này nữa, tức là xe này sẽ có bốn vùng điều hòa độc lập. Đây thì mình sẽ cũng chỉnh một cái màn hình tới đây. Thì ở phía dưới nó cũng sẽ có hai cổng sạc USB và cổng sạc 12V. Đây các cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Thì ở đây có và ở bên cột chữ B cũng có một cái cửa gió điều hòa. Đây thì mình sẽ quay cho các bạn các cửa sổ trời nha. Thì hàng ghế sau này nó rất là rộng và thoải mái, thì khi mình ngồi á thì nó sẽ phải còn dư một khoảng như thế này, nó khá là thoải mái. Ở đây sẽ là có một cái bệ tì tai, sinh học để đồ. Thì nó cũng cơ bản là nó cũng giống chiếc Audi Q5 thôi. Nó có đèn viền nội thất. Đấy, có để thay đổi theo màu được. Và cái cốp sau của Audi Q5 thì nó cũng rất là rộng, và con này nó cũng không phải là ngoại thất, không phải là ngoại lệ. Thì nó cũng rất là rộng. Nếu các bạn quan tâm đến mẫu xe Audi ngay trong này thì có, thì từ ngày 18 tới đầu tháng 7 các bạn có thể đến showroom Audi Hồ Chí Minh để tham quan và tìm hiểu về mẫu xe Audi e-tron này nhé. Thì hôm nay mình sẽ không nói về các kỹ thuật và các thông số của xe. Thì nếu mà các bạn muốn biết về các thông số kỹ thuật của xe thì các bạn đón chờ vào cái video sau nhé. Các bạn nhớ đừng quên nhấn like và subscribe kênh Ride TV nhé.